Từ thời cổ xưa, mảnh đất Trung Hoa đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa hướng nội và tu dưỡng, dựa trên những nguyên lý về đạo đức hoặc tinh thần. Các môn khí công như khí công ngũ hành, thái cực và nhiều phương pháp khác có lịch sử tới hàng ngàn năm. Mặc dù vậy, chúng có sự khác biệt, nhưng về cơ bản, hầu hết trong số chúng đều có nguồn gốc từ đạo gia hoặc Phật gia. Trong khi đạo gia dạy con người sống hòa hợp và tuân theo trật tự của vũ trụ, thì Phật gia thông qua việc tu thiện dẫn dắt con người đến giác ngộ. Kết hợp với nhau, chúng tạo nên tín ngưỡng, hình thành một nền văn hóa tu luyện Trung Hoa. Nếu thái cực là khí công bên đạo gia, thì pháp luân công hay còn gọi là pháp luân đại pháp là một môn khí công Phật gia. Pháp luân công được giới thiệu lần đầu tiên đến công chúng tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Tính đến năm 1999, có tới hơn 70 triệu người Trung Quốc tập luyện pháp luân công trên cả nước. Năm bài công pháp nhẹ nhàng là liệu pháp tuyệt vời cho việc giải tỏa căng thẳng, giúp tinh thần sảng khoái cũng như cải thiện sức khỏe thể chất. Bên cạnh việc luyện công, người tu luyện đồng thời tuân theo ba nguyên lý: chân, thiện và nhẫn. Những người tu luyện luôn cố gắng chiều theo ba nguyên lý ấy trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó, họ đạt đến cảnh giới vô tư, trí huệ và nội tâm thuần tịnh. Ngoại trừ Trung Quốc, hiện nay, pháp luân công được tập luyện tự do tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ở công viên, công ty, trường học đều có những người tu luyện xuất thân từ mọi giai tầng xã hội. Nếu bạn có bất kể thắc mắc nào, hãy để lại bình luận phía dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời chúng. Nếu bạn thích video này, hãy click vào biểu tượng này để theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn đã xem.